Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là Ngọc đây. Hôm nay là một cái chủ đề về da như cả nhà, về chăm sóc sắc đẹp. Hôm nay Ngọc sẽ nói về cái vấn đề peel da. Peel da chắc là nhiều bạn cũng sẽ biết cái dạng này rồi, nhưng mà có một số bạn thì cũng sẽ chưa biết, hay là bạn nào muốn tìm hiểu thêm á thì các bạn có thể xem hết cái clip này của Ngọc nha. Ngọc sẽ chia sẻ những cái gì mà Ngọc hiểu biết được đó mọi người, để Ngọc chia sẻ cho các bạn có một cái kiến thức tốt hơn về peel da nha. Thì các bạn phải hiểu là peel da là gì. Peel da đó là một cái quá trình mà thay da sinh học, người ta dùng những cái dung dịch hóa học mà dạng từ thiên nhiên đó, nó khá là an toàn với cái làn da, nhưng mà các bạn phải biết cách sử dụng thì nó mới an toàn được nha. Thì cái quá trình peel da thì nó sẽ giúp thường thường nó sẽ có một cái chất để lấy những cái tế bào chết trên cái bề mặt da của mình, nó cho cái làn da của mình nó không có còn lấp sừng đó mọi người. Thì có một cái dung dịch khác nó sẽ đi thẳng vào bên trong sâu hơn để mà nó dọn da. Dọn da thì thường thường nó sẽ giảm được những cái nhân mụn nè, những cái mụn nè, rồi giảm được thâm, sạm, nám, làm cho da của mình sáng, đều màu hơn, rồi lỗ chân lông sẽ nhỏ hơn, rồi căng hơn, giảm được những cái nếp nhăn. Thì peel da nó có rất là nhiều cái công dụng làm đẹp da, mà bên cạnh đó cũng có nhiều cái biến chứng có thể xảy ra nếu mà các bạn không biết cách dùng, không biết cách kết hợp nha. Thì các bạn mà peel da các bạn còn phải hết sức gọi là các bạn phải để ý nè về cái thời gian dùng nè, cái nồng độ dùng do cái da của mình. Thì thường thường peel da thì nó sẽ có những cái tầng lớp khác nhau, là peel da ở tầng nông nè, rồi trung nè, rồi sâu mọi người nha. Thì tùy theo cái tình trạng da của mỗi người như thế nào mà các bạn có một cái cách peel da. Nhưng mà thường thường mình peel da tại nhà thì mình sẽ peel da ở cái tầm trung hay là nông thôi mọi người, chứ mình không có peel da sâu nha. Những cái mà peel da sâu thì các bạn còn thực hiện tại những cái thẩm mỹ viện có uy tín. Còn mình làm tại nhà thì mình làm những cái nồng độ nó tương đối là an toàn để mình sử dụng tại nhà thôi. Như Ngọc thì đợt thời gian vừa qua thì Ngọc sử dụng cái peel da của The Ordinary, thì AHA của nó là 30% và PHA là 2%. Thì cái này khá là tương đối là an toàn. Thì peel da thì mỗi cái nó sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng cho các bạn theo cái loại đó. Thì thường thường cái dòng này thì mỗi lần tối đa chỉ là 10 phút và một tuần mình chỉ dùng một lần thôi, cho nên các bạn đừng có lạm dụng quá mà peel da nhiều quá thì nó sẽ có những cái rủi ro có thể xảy ra và các bạn sẽ không có lường trước được, cho nên các bạn phải sử dụng theo đúng cái hướng dẫn của hãng nha mọi người nha. Và như Ngọc nói hồi nãy đó mọi người, thì peel da nó sẽ có những cái tác dụng phụ và bên cạnh đó cũng có những cái biến chứng mà có thể xảy ra nếu mà các bạn không biết cách dùng và dùng cái nồng độ nó không có phù hợp này, và cái thời gian dùng các bạn lạm dụng đó thì nó cũng có thể có biến chứng xảy ra. Thì các bạn hãy xem hết cái clip này của Ngọc nha. Thì về cái tác dụng phụ á, thì tác dụng phụ là các tác dụng nó có thể xảy ra đối với một số cơ địa da đó mọi người, mà cái tác dụng đó là nó không có sao hết nha mọi người nha, mà đó là một cái quá trình rất là bình thường của peel da để cho các bạn có một cái kết quả tốt đó mọi người. Thì tác dụng phụ là gì? Thì đó là các bạn có thể sần da, có thể lên mụn, có thể hơi đỏ, hơi rát, và có thể nó hơi sạm da một thời gian đó mọi người. Thì tại sao lại như vậy nha mọi người, thì Ngọc sẽ nói cho mọi người. Thì ví dụ như cái serum The Ordinary Peel Da này đi, thì nó sẽ có thành phần AHA 30% và PHA 20%. Thì cái AHA 30% nó là một cái chất mà nó sẽ lấy đi cái lớp sừng trên bề mặt da của mình đó. Thì cái lớp sừng nó làm bong ra thì các bạn có thể thấy sẽ là bong tróc và nó sẽ hơi đỏ rát cái thời gian lúc đầu đó mọi người. Thì nếu mà sau peel da vài giờ các bạn hơi đỏ hơi rát, và sau đó vài ngày các bạn còn hơi đỏ hơi rát hay là có bong da thì các bạn cũng là bình thường. Nhưng mà đến khi nào nó mới là không bình thường thì các bạn hãy nghe tiếp nha. Thì tại sao mình sẽ nói tại sao là hồi nãy là cái quá trình nó làm lấy cái chất sừng đó mọi người, nó sẽ làm bong da, và sau khi mà nó bong nó bong thì nó sẽ có sạm xuống tí xíu do cái lớp da ở trên nó khô đó mọi người. Nó khô thì nó cảm giác mình thấy nó sạm, thì sau đó nó bong ra thì nó mới thay một cái lớp da mới cho mình, nó mỡ và nó mịn, nó đẹp hơn.
Cho nên chính vì vậy mà tại sao mà sau khi peel là da của mình nó mới vừa tổn thương xong thì các bạn cần phải phục hồi, kem phục hồi và chống nắng rất là kỹ. Ban ngày là như vậy đó, mọi người phải chịu khó chăm chút những cái thời gian đầu để cho về sau thì da nó sẽ ổn định hơn. Và một cái vấn đề nữa là khi mà cái thành phần BHA nè, sau khi cái da nó đã bong ra rồi thì cái thành phần đó nó sẽ đi sâu len lỏi vô những cái lỗ chân lông sâu hơn, và nó sẽ giải quyết những cái vấn đề ở bên dưới để nó đẩy lên trên mọi người. Ví dụ như da các bạn có nhân mụn đi thì nó sẽ làm gom lại đó mọi người, nó đẩy lên trên bề mặt đó. Rồi những cái sắc tố đen hay là những cái bụi bẩn hoặc chất, những cái dơ đó, cặn bã trong cái lỗ chân lông thì nó sẽ tống ra bên ngoài. Cho nên chính vì vậy mà các bạn có thể sau khi peel các bạn có thể thấy da của mình nó lên mụn nè, rồi có thể là nó sẽ không có được đẹp ở cái thời gian lúc đầu đó. Thì mọi người cũng đừng có quá lo lắng nha, mọi người cứ bình tĩnh phục hồi thì sau đó thì da của mình nó sẽ đẹp nha mọi người nha. Và một điều nữa là không phải da của ai á, khi mà peel lên cái lúc đó nó cũng lên mụn hay là nó bị sần hay là nó bị đỏ rát hết mọi người. Bằng chứng là Ngọc này, Ngọc kể mọi người nghe những cái lần mà Ngọc có những lần Ngọc làm á, Ngọc peel da, da Ngọc bình thường nó có thay đổi đẹp hơn, mà cái lúc mà Ngọc peel nó sẽ không có đỏ nhiều, nó cũng không có rát nhiều và nó cũng không có lên mụn nhiều luôn. Thì vì sao? Thì có thể là do trước đó Ngọc đã sử dụng những cái dạng retinol, nó đã quen với da rồi, đã có qua cái thời gian bong chóc da rồi. Và hơn nữa là Ngọc cũng đã dùng tẩy da chết mỗi tuần 2 lần rồi, nên là có thể là cái da chết trên cái mặt của Ngọc nó không có còn nhiều để mà nó bong ra nữa. Và do Ngọc cũng đã sử dụng retinol rồi cho nên là cái vấn đề đẩy mụn á, dọn da nó cũng đã xảy ra rồi, nó đã diễn ra rồi. Cho nên là bây giờ cái vấn đề dọn mụn lúc đó thì nó sẽ không có nhiều nữa mọi người, tại vì không có nhân mụn ẩn bên dưới á, thì mình sẽ không thấy cái quá trình đó xảy ra. Nhưng mà mới cách đây vài hôm thì Ngọc có peel da lại và vài ngày sau Ngọc có lên vài cái mụn. Thì đó là cái do cái nhân mụn bên dưới của Ngọc á mọi người, nó có nên là nó sẽ đẩy lên, mà cái vấn đề bong là không có luôn nha mọi người nha. Nhưng mà có một số bạn thì hồi xưa giờ da người ta không có lấy da chết thường xuyên á, thì khi người ta dùng cái peel da thì người ta lại bị bong ra. Nhưng mà trước khi bong thì nó phải sạm nha, giống như cái thời gian đầu Ngọc xài A33 vậy đó, thì nó sẽ có sạm vài hôm. Thì mọi người sẽ cố gắng phục hồi da nè, có thể thoa kem B5 nè của La Roche Posay nè, để mọi người phục hồi sau khi peel. Và mỗi ngày về sau sau á, xong mọi người chống nắng lên mỗi sáng đó thì da của mình nó sẽ được phục hồi làm dịu. Còn những cái nốt mụn lên thì các bạn cứ đừng có buồn, các bạn cứ nghĩ đó là tác dụng hay là da bong ra, các bạn cũng phải mừng, đó là cái kết quả nó đang diễn ra tốt đẹp đó với mọi người. Tại vì sau khi thay đổi cái làn da thì da của mình nó mới đẹp được, nó mới thay cái làn da mới mịn đẹp hơn. Thì cái vấn đề peel da thì chỉ có gặp khó khăn vài cái lần đầu các bạn sẽ có thể bị lên những cái vấn đề như vậy, nhưng mà sau khi mà da các bạn ổn định rồi á thì về sau da các bạn rất là khỏe nè, và da của các bạn sẽ không có thường xuyên bị nổi bị mụn nữa, và da của bạn sẽ đều màu, sáng hơn, căng hơn. Thực sự là Ngọc peel cũng hôm bữa giờ đến mấy lần, mà một tuần Ngọc một lần thôi, nhưng mà da Ngọc thấy nó thay đổi cũng rất là nhiều. Hiện tại là Ngọc không có make up, nhưng mà Ngọc make up nhưng mà Ngọc không sử dụng kem nền nha mọi người nha. Chỉ có một lớp kem B5 nè, rồi tới chống nắng. Xong rồi sau đó là Ngọc đánh phấn hồng, rồi Ngọc cũng làm mắt, rồi cũng đánh khối bình thường gì đó. Nhưng mà chỉ có cái lớp kem nền là Ngọc không cần đánh kem nền luôn, để không có bị bí da, rất là thích luôn mọi người. Nên là khi mà các bạn peel da rồi, da các bạn sẽ rất là căng bóng nè, rồi sáng đều màu nè, căng nè, không có bị nhăn nhiều nữa, rất là thích luôn. Nên là Ngọc là một cái người mà Ngọc biết tới cái peel này nó hơi bị trễ đó mọi người. Kiểu như mình cũng sợ, mình không có dám xài, mình sợ là sẽ có những cái biến chứng mà mình lo, nhưng mà mình cứ bình tĩnh mình dùng và mình sẽ tìm hiểu nhiều cái thông tin trên mạng để mình có một cái kiến thức tốt trước khi mình sử dụng. Thì hôm nay Ngọc cũng sẽ chia sẻ cái hướng cho mọi người, cái kiến thức này tới mọi người để mọi người có nắm bắt được và sử dụng nó an toàn hơn, như vậy để có một cái làn da đẹp hơn. Còn bây giờ thì sẽ tới biến chứng. Biến chứng thì mọi người sẽ phân biệt như thế nào? Biến chứng có nghĩa là cái quá trình mụn hay là bong hay là rát sần thì nó phải diễn ra có thể là bình thường, nhưng mà nếu mà nó kéo dài dai dẳng lâu quá mọi người
thì mọi người biết là đó là dạng như là kích ứng nha mọi người nha. Kích ứng là da của các bạn sẽ gọi là nó rát rất là dữ dội nè, có thể nó lên mụn nước luôn, nó lên mụn nước nó dợp nè, rồi những cái mụn nó lên rất là nhiều và nó có nước, nó có kiểu như nước ở trong đó nha. Cái mụn mà bị đẩy lên thì nó sẽ có nhân, nhưng mà cái mụn mà nó bị dị ứng kích ứng là nó sẽ có đầu nước trong đó mọi người, và nó giống như nó dợp, nó đỏ rát, nó muốn lột bong cái lớp da mà dày ra đỏ giống như là bỏng trong đó luôn á mọi người. Thì mọi người biết cái mức độ đó gọi là kích ứng nha. Thì kích ứng thì thường thường sẽ xảy ra với những cái bạn mà các bạn xài cái thời gian nó quá dài, không có đúng theo cái chỉ định của hãng nè. Rồi mọi người xài mà lạm dụng quá, một tuần người ta kêu xài có một lần, các bạn xài không biết, bạn xài 2-3 lần hoặc là các bạn xài mỗi ngày luôn là banh da. Thứ hai là các bạn xài mà các bạn không chịu chống nắng ban ngày, tại vì da của mình nó đang tái tạo, thì giống như mình đang tập gym cho làn da gì đó, thì các bạn ngày hôm sau các bạn phải nghỉ ngơi làn da, không có được trét lên những cái mỹ phẩm dày trên da nè, không có được sử dụng make up dày trên da nữa, mà các bạn phải cho da mình nó nghỉ một cái ngày hôm sau đó. Thì nên làm peel da các bạn phải chọn cái ngày hôm nào mà các bạn rảnh, để hôm sau các bạn cũng rảnh, các bạn có thể cho làn da mình nó nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày nha. Đó, và các bạn để ý là cái thời gian peel là phải tối đa theo cái khung thời gian mà bên hãng đưa ra đó. Rồi chống nắng rất là quan trọng, các bạn phải chống nắng đầy đủ lên, và sau khi peel thì các bạn cần phải một cái lớp kem phục hồi ngay lúc đó để cho da của mình nó dịu hơn nha, nó dịu hơn và nó êm hơn, không có bị rát nhiều á mọi người. Với lại peel da có một số da nhạy cảm á, thì các bạn cần phải thử một cái vùng nhỏ, không có được sử dụng hết mặt liền đâu nha. Các bạn sử dụng lúc đầu ít thôi và sẽ thấp cái thời gian hơn bên hãng quy định luôn, cái thời gian đầu, để mà da của mình nó có thể nó thích nghi từ từ thì nó mới an toàn được cho làn da nha. Peel da thì nó sẽ có những cái lợi ích rất là cao, làm đẹp da. Một thấy là về retinol với lại peel da thì các bạn có thể sử dụng song song, như là retinol thì khi nào peel da xong á thì Ngọc sẽ ngừng dùng retinol tới 3-4 hôm luôn á, sau đó Ngọc mới xài lại. Thì khi mà mình sử dụng vừa một tuần cái peel da này rồi vừa sử dụng retinol nữa thì da của mình phải nói là thay đổi rất là nhiều, từ cái lúc mà hồi xưa mình chưa bao giờ biết xài retinol rồi bây giờ. Qua đây thì Ngọc cũng sẽ nhắn nhủ một số điều với mà các bạn đang có ý định là các bạn peel da thì các bạn đang lo lắng á. Các bạn hãy mạnh dạn các bạn peel da đi, tại vì Ngọc thấy là hiện nay á, nếu mà các bạn xài những cái kem mà nó cứ tèn á mọi người, cái làn da của các bạn sẽ rất là khó thì để thay đổi, chỉ có xài retinol hay là peel da rồi BHA này kia đó, thì những cái thành phần đó nó mới giúp da của bạn thay đổi và đẹp hơn thôi. Tại vì bản thân Ngọc đã xài qua những cái dòng này cũng 2 năm nay rồi, thì Ngọc cảm thấy đúng là có những cái này da của mình nó mới thay đổi và nó mới căng, nó trẻ trung hơn nhiều so với hồi xưa thôi mọi người. Quan trọng là các bạn phải chuẩn bị một cái tâm lý là da mình nó sẽ xấu vài hôm chứ không có gì mà trơn tru được hết mọi người. Các bạn cứ lo sợ đó, sợ xấu rồi sợ bị này kia không xử lý được, các bạn không xài thì mãi không bao giờ da các bạn có thể tiến triển được đâu. Cho nên mọi người hãy nghe mình đi, các bạn cứ mạnh dạn dùng, nhưng mà các bạn phải tìm hiểu kỹ và các bạn phải có một cái kiến thức trang bị tốt nha, hoặc là qua sự hướng dẫn có thể inbox cho Ngọc thì Ngọc sẽ biết được cái gì trong cái tầm hiểu biết của Ngọc thì Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì đặc biệt là cái peel da này đó, nó là một cái công nghệ làm đẹp, không phải là công nghệ, nó là một cái cái peel da này nó là một cái chu trình làm đẹp cho mọi người, nhưng mà mọi người phải biết là giống như là nắm bắt những cái hồi nãy giờ Ngọc nói đó, là phân biệt được cái tác dụng phụ và cái biến chứng của nó, để mình có thể mình không có bị hoang mang quá trong cái quá trình sử dụng nha. Hy vọng thì các bạn sẽ có một cái làn da đẹp, là biết cách áp dụng mà có một cái làn da đẹp hơn nha. Thì Ngọc cũng sẽ để một cái clip mà hôm bữa Ngọc bị mụn đó mọi người, da Ngọc bị mụn á, Ngọc để cho mọi người xem ở đây. Thì hy vọng mọi người sẽ có động lực, mọi người dùng cái peel da và da của bạn sẽ thay đổi đẹp hơn.
Nếu mà thấy kênh Ngọc hay ý nghĩa thì các bạn hãy like, đăng ký kênh ủng hộ Ngọc nha. Kênh của Ngọc thì nó rất là đa dạng luôn nè, sẽ về làm đẹp nè, thời trang nè, rồi cũng như chăm sóc da nè, rồi gia đình, cuộc sống, sức khỏe, rất là nhiều chủ đề luôn. Ngọc làm kiểu như là lan man, Ngọc thích gì Ngọc làm đó đó mọi người. Cho nên là ủng hộ kênh Ngọc đó, rất là nhiều cái hay ho về sau nha. Ngọc sẽ ra clip thường xuyên để cho các bạn có được những cái phút giải trí trong cái đợt giãn cách này. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Ngọc nha. Chào tạm biệt các bạn.